Thì mình mệt mỏi quá hoặc là mình cái đầu óc mình suy nghĩ về vật chất tiền lao chẳng hạn, thì bọn cô sẽ mua một cái đài này trong tập trung chị em vào để tập để cho nó khỏe rồi mà nó sảng khoái, con đầu không nghĩ về những cái chuyện tiền lao. Mình vừa có thời gian nghỉ này, vừa có thời gian bán được hàng này, vừa có thời gian mình tập thể dục được, nên là vui vẻ phấn khởi lắm.